Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Mình không biết các bạn đang xem cái video clip này là vào Christmas hay là sau Christmas hay là ngay New Year. Mình xin chúc các bạn một năm 2021 thật là vui vẻ, thật là may mắn. Và chúng ta sẽ quên đi năm 2020 thật là xui xẻo. Để không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video về chủ đề của một tên sát nhân chấn động nước Canada. Tại vì cái sự kinh dị ghê tởm mà hắn ta đã gây ra không ai có thể tưởng tượng được, chỉ có trong các bộ phim kinh dị mà thôi. Nhưng hắn ta đã biến những chuyện không thể tin được trong phim kinh dị thành những chuyện có thể xảy ra ngoài đời thật. Hắn ta tên là Luca McNoda. Có thể nói tên tội phạm này là người đầu tiên mà khiến cho Ford ngủ phải nằm mớ luôn và kêu tên hắn. Tại vì mình phải tập trung rất là nhiều để có thể biết được cái tính cách hình thành của nhân vật này, vì sao hắn ta lại giết người ghê tởm đến như vậy. Vào năm 2009 trước Giáng sinh, một cái video clip đã tung lên mạng về một gã đàn ông đã giết hai con mèo. Thoạt đầu tiên thì gã đàn ông này vui chơi với hai con mèo, vuốt ve hai con mèo, sau đó bỏ hai con mèo vào một túi chân không rồi hút hết không khí ra. Trung tâm bảo vệ động vật đã tuyên bố sẵn sàng trả ra 5.000 đô la để biết được danh tính của tên tội phạm này. Chỉ là hai con mèo, thành ra cái sự việc nó cũng đi vào quên lãng rất là nhanh. Cho đến một ngày nọ, vẫn là cái người đàn ông cũ xuất hiện. Lần này hắn ta chơi đùa với xác của hai con mèo nằm trong tủ đá. Qua một số phân tích, họ đã nghĩ rằng tên biến thái này đã bỏ hai con mèo vào tủ đông lúc còn sống, để khi mà hai con mèo nó chết vì lạnh, sau đó hắn ta mới quay phim. Một hành động thật sự rất là ghê tởm. Vào một ngày nọ thì có một cái account nặc danh bí ẩn đã tung ra một cái đường link và nói rằng Luca McNoda chính là kẻ đã giết 4 con mèo trên. Thì sau cái trường hợp này có hai luồng phân tích. Luồng phân tích thứ nhất là do chính Luca McNoda đã viết cái bức thư đó và đăng lên online để thú tội những gì mình làm, mục đích là để gây sự nổi tiếng. Nhưng mà có một cái luồng suy nghĩ thứ hai, đó là xuất phát từ một cựu quân nhân của Canada. Ông ta tên là Ryan. Vì trước 4 ngày cái bức thư nặc danh nó được tung lên mạng, thì Ryan là người đầu tiên đã xem xét các đoạn video của Luca McNoda. Ông ta đã dùng một cái software đặc biệt để chỉnh sửa những cái tấm hình đã bị mờ đi, đã bị hung thủ cố ý làm mờ. Sau khi vài ngày phân tích, ông ta đã xác nhận được gương mặt của hung thủ. Thì mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng rất là nhanh. Dĩ nhiên trong lúc này thì các trung tâm bảo vệ động vật vẫn chưa bỏ cuộc để tìm kiếm Luca, vì họ nghi ngờ rằng hắn ta sẽ làm một điều gì đó còn kinh khủng hơn như vậy rất là nhiều. Cho đến năm 2011, một dấu hiệu của một kẻ điên cuồng bắt đầu xuất hiện, cũng là hai con mèo, nhưng với cái mức độ hoàn toàn kinh khủng và dã man hơn. Con mèo thứ nhất thì hắn ta cũng chơi đùa như vậy, sau đó cột con mèo trên một cái thanh củi, rồi nhúng nước con mèo trong một cái bồn tắm cho đến khi con mèo bị ngộp nước và chết. Và hắn ta đã quay trọn cái video này. Con mèo thứ hai hoàn toàn dã man hơn. Hắn ta để trên một cái giường và hắn ta chơi đùa với một con mèo. Đằng sau là một con trăn. Thì từ từ con trăn nó bò ra ngoài và con mèo không biết. Đến khi mà con mèo nó thấy được con trăn thì nó quá hoảng sợ và nó rung lên. Và không kịp phản ứng, con trăn đã cuốn chặt con mèo và giết chết con mèo. Đây là một cái hành động cực kỳ dã man. Hắn ta để lại một bức thư thách thức và khẳng định rằng lần tiếp theo thì sẽ là con người có tham gia chứ không phải là hai con mèo. Đó là vào năm 2009. Cái sức mạnh của cộng đồng mạng nó chưa có mạnh như bây giờ. Và với vấn đề là giết chỉ có 6 con mèo, các viên cảnh sát họ điều tra một cách chưa hết sức, để rồi không tìm được tên hung thủ. Và một vụ thảm sát đã xảy ra vào tháng 5 ngày 25 năm 2012. A human foot had been mailed to Conservative Party headquarters. His torso was found stuffed in a suitcase on a... The suspect is a 29-year-old model and self-styled porn actor named Luca Rocco Magnotta. The most we know about Luca Magnotta comes from the digital trail he created of himself. Police agencies around the world are circulating photos of Luca Magnotta. Magnotta is wanted for the gruesome murder and dismemberment of 33-year-old Jun Lin. Thì vào tháng 5
Ngày 24 năm 2012, một du học sinh Trung Quốc bị mất tích tên là Jun Lin. Anh chàng này là một người rất thích mạng xã hội. Anh ta thường liên lạc với bạn bè của mình, cô giáo của mình và cha mẹ của mình ở bên Trung Quốc một cách rất là thường xuyên. Bỗng nhiên anh ta mất tích trong vòng 4 ngày. Điều này làm cho bạn bè anh ta rất là nghi ngờ. Lần cuối cùng anh ta nhắn tin với bạn bè của mình và với gia đình là vào khoảng 9 giờ tối ngày 25. Ngày 27 anh ta cũng không đi làm, và ngày 29 thì tất cả bạn bè của anh ta lên sở cảnh sát và tường trình cái sự mất tích của Jun Lin. Cuộc điều tra trở nên bế tắc vì mọi người không biết anh ta ở đâu, cho đến khi một nhân viên khách sạn đã tìm thấy một cái xác không đầu, không tay, không chân bị quăng vào cái sọt rác. Thì cô ta mới tường trình lên cho sở cảnh sát, và điều này đã làm rúng động nước Canada thời đó. Thì qua các quá trình để phân tích xác chết, cộng với sau ngày 25, ngày 26 đã có một cái đoạn video đăng lên quay cảnh hai người đàn ông đồng tính quan hệ với nhau. Đúng hơn á, là một người đàn ông nằm trên giường bị trói tay trói chân giống như cái bộ phim Basic Instinct, và một người đàn ông cầm một cái cây đâm nước đá để đâm hàng loạt nhát vào đối phương. Sau đó anh ta lấy một cái cưa chặt đầu của đối phương rồi cắt tay cắt chân của đối phương. Cái đầu á, thì mang vào phòng tắm để chơi. Còn cái cánh tay á, thì dùng nó, cánh tay bị đứt các bạn nha, dùng nó để mà thủ dâm trên bộ phận cơ thể của mình. Còn cái chân còn lại á, thì mang cho một con chó ăn, và con chó này đã bị để đói bụng khoảng một ngày. Sau đó hung thủ còn ăn thịt luôn cả nạn nhân, và quan hệ với cái xác không đầu, không tay, không chân. Sau khi quan hệ xong thì anh ta dùng một chai bia và làm như vậy với cái xác không đầu, không tay, không chân. Mình nói như vậy các bạn đã hiểu ý mình. Thực sự cái mức độ tra tấn và giết người còn kinh dị hơn như vậy. Nhưng mà Ford muốn nói sơ sơ để cho mọi người hiểu, vì mình không muốn biến cái video này thành một cái video nó quá kinh tởm đi. Các bạn nào mà muốn biết rõ hơn phần nào thì có thể là vào cái website của anh tên là, xin lỗi, cái kênh của anh tên là Best Saber. Mình rất thích cái video của cái anh này. Ảnh nói rõ hơn về cái vụ thảm sát. Và chúng ta sẽ không nói về cái quá trình điều tra của cảnh sát mọi người nha. Chúng ta chỉ nói về tâm lý mà thôi. Nhưng mình cũng xin tiết lộ một cái chi tiết. Vào tháng 6 ngày 10 năm 2012, thám tử Antonio trong lúc mà đang thất vọng vì không tìm được cái đầu của nạn nhân, thì anh ta nhận được một cái tin nhắn bằng fax bởi một ông luật sư tên là Rafael. Ông này đã chỉ cho Antonio biết cái đầu của nạn nhân ở đâu. Nó được chôn tại công viên cùng ngày với Luca Magnoda bị bắt vào tháng 6 ngày 10 tại Paris. Thì theo suy nghĩ của mình á, thì Luca đã khai ra cái đầu ở đâu cho ông luật sư, và ông luật sư đã gửi một cái fax đến cho vị thám tử này giúp cho thám tử tìm ra cái đầu. Cái quá trình tìm ra được cái đầu của nạn nhân thì cảnh sát không có tiết lộ rõ, tại vì cảnh sát muốn giữ cái sự riêng tư, tại vì đây là một cái chết đau đớn và người nhà của nạn nhân yêu cầu làm như vậy. Trước khi mà Ford đi sâu về cái tâm lý của nạn nhân thì mình xin nói sơ sơ về ba mẹ trước. Tại đối với mình là ba mẹ luôn ảnh hưởng con cái rất là nhiều, dù có chấp nhận hay là không. Mẹ của Luca Magnoda tên là Anna Yonkin. Có thể cái tên này mình nói sai. Bà ta là một người rất là tự ti, là một người trầm cảm và là nghiện rượu. Bà ta có một cái tật rất là kỳ lạ các bạn ha, là rất là sạch sẽ. Bà ta mang găng tay và mang mặt nạ đến bất cứ nơi nào công cộng, dù cái lúc mà thời của bà ta là chưa bị Covid. Cấm con mình sử dụng toilet công cộng, và cả bản thân bà ta cũng không sử dụng luôn. Bắt con của mình phải rửa tay cho đến khi nào mà cái tay nó bị nớt luôn, hoặc là cái tay nó bị đỏ ửng, thì bà ta mới cho rằng đó là sạch sẽ. Bà không cho con bà đi học đến lúc con bà 12 tuổi, tức là lớp 6. Từ lớp 1 cho tới lớp 6 là học tại nhà, và với cái sự quản thúc bảo vệ của mẹ mình. Luca Magnoda cùng với lại hai người em có nuôi hai con thỏ. Bà ta nghĩ hai con thỏ này sẽ gây ra một cái mầm bệnh, và bà ta đã để hai con thỏ này ở ngoài trời lạnh cho đến khi hai con thỏ chết luôn. Rồi nhiều khi mà Luca Magnoda cùng với hai người em của mình không có nghe lời mẹ, đi chơi nhiều quá, bà ta không cho hai người con vào nhà. Bà ta sợ là con bà ta đã mang một cái mầm bệnh hay là quá dơ giấy,
có thể ảnh hưởng đến mình, và có thể là ảnh hưởng đến con của bà ta luôn. Cái hình thức nhốt ở ngoài giống như là một cái sự trừng phạt để cho lần sau con mình phải ở trong nhà và nghe lời mình để bảo toàn cái sự an toàn của gia đình. Chúng ta sẽ không có đi xa quá về cái tâm lý của người mẹ, nhưng mà mình có thể kết luận được bà ta bị chứng là ái kỷ, tức là yêu bản thân với mức độ nhẹ. Theo Pháp nghĩ, cái lý do mà bà ta tìm đến rượu á, tại vì rượu có thể giúp cho bà ta quên đi những cái cảm giác hàng ngày, giúp cho bà ta đỡ bị stress hơn. Tại những cái người mà sạch sẽ quá họ rất là stress, bất cứ những cái việc gì họ làm họ cũng sợ dơ giấy và họ cẩn thận quá mức, từ đó cái việc đó gây ra cho họ một cái cảm giác cực kỳ là stress. Nói về ba của Luca Magnotta, ông ta tên là Donna Newman. Ông này bị chứng tâm lý rối loạn, tức là cái cảm xúc của ông ta lên xuống một cách không bình thường. Phần nào nó giống với đa nhân cách. Đa nhân cách là hai con người sống song song trên một cơ thể. Ông ta phải tự tạo ra những cái suy nghĩ không có thật, những cái trường hợp không có thật để làm cho đầu óc mình thoải mái hơn. Nhưng mà nói cho cùng đi chăng nữa thì những cái cảm giác đó nó cũng quay về cảm giác tiêu cực mà thôi. Thì trước khi mà chúng ta đi sâu vào con người của Luca Magnotta, mình muốn nói một điều. Mọi người chúng ta ở đây đều có anh và có em. Thì đôi khi anh em của chúng ta may mắn có những cái ưu điểm của ba mẹ mà chúng ta không có được, hoặc là ngược lại, chúng ta có những cái ưu điểm mà anh em chúng ta không có. Anh em của chúng ta có thể có cái khuyết điểm của ba mẹ. Điều này rất là đúng với lại Luca, tại vì hai người em của Luca là hoàn toàn bình thường, trong khi chỉ có Luca Magnotta là người thừa hưởng hết cái bệnh tâm thần của ba mẹ. Hai tính cách đó nó hòa hợp lại tạo ra Luca Magnotta, nhưng mà hai người em của gã thì không có. Các bạn nào mà có anh em và anh em của các bạn không có vượt trội được các bạn thì cũng thông cảm cho họ và giúp đỡ cho họ nhiều hơn. Tại vì mỗi người không ai giống ai. Luca Magnotta đi học từ lớp 6. Trước đó thì gã học tại nhà. Và khi mà gã đi học á, thì gã bị ăn hiếp, bị coi thường, bị chê là nhà nghèo và cuối cùng bị chê là đồng tính. Hi, how are you? My name's Luca and I don't live on the second floor. And I'm a bisexual and I like to sleep with both men and women, obviously. And in the beginning, obviously I was a teenager and I was very shy and I was very confused. I didn't know what to think and there was nobody around for me to talk to. But then as I got older, I said, you know, I started experiencing with going to the gay community, the bisexual community, and, you know, I felt more comfortable because I knew that there was other people like myself. Luca Magnotta là một kẻ bị ái kỷ, tức là anh ta tự yêu thương bản thân của mình. Nó bắt nguồn từ cái việc là anh ta muốn cảm nhận được cái sự yêu thương của người khác. Từ nhỏ cho đến lớn lớp 6 á, thì Luca Magnotta được cái sự quản thúc của ba mẹ, được cái sự yêu thương của ba mẹ. Nhưng mà khi mà anh ta đi học trong trường từ lớp 6 trở đi thì anh ta không còn cái tình thương đó nữa, và anh ta muốn cảm nhận cái tình thương đó từ bạn bè. Và xin nhắc lại, đây là những điều mình suy đoán mà thôi. Mới gặp bạn bè lần đầu tiên, có thể Luca Magnotta là một người hết lòng vì bạn bè, nhưng mà bạn bè rất là coi thường Luca Magnotta. Các bạn đã từng chơi với những người bạn nào trong lớp mà cái người bạn đó họ vượt trội với mình, họ trở nên nổi tiếng, và mình chơi với họ chỉ để có một cái cảm giác là đi theo họ để được nhiều người khác quan tâm, nhưng mà bản thân của mình thì không có thể là nổi trội hơn họ được. Đi chơi với những người khác mà nổi trội hơn mình, tại vì bản thân của mình là kém tự tin á, thì những người bạn mà mình đi chung á, họ rất coi thường mình. Có thể là bạn bè của Luca Magnotta coi thường Luca vì vấn đề đó, thậm chí coi thường Luca còn tệ hơn cả một con vật nuôi trong nhà. Mình sẽ nói lý do vì sao mình nghĩ như vậy sau. Good, how are you? Thank you. Right away, you know this is an underwear conference. I'm going to ask you to, is this Ro? I got for sure right away. All right, definitely. John, how come like his voice was lower? Yours was lower. I have a very deep voice. A lot of people tell me that, actually. Yeah, you have a good speaking voice. So how do you get your voice so deep? How do I get my voice so deep? Yeah. Practice makes perfect, right? That your body is a little bit slim. I used to be really overweight, to be honest. I used to be really overweight. I lost like weight. Really? How did you do that? I just like got up every morning at like 4 o'clock and like ran constantly. I have no problem gaining weight. Like I can gain weight if I need to gain weight. I'm actually thinking more muscle definition. I think you do have a very nice
That could happen really quickly. I can gain weight really quickly. I do. I think that they look very good. I think they look hot. That's what attracted to me. I think he looks better in the photo. A lot of people tell me I'm really devastatingly good looking, so. A picture like that is kind of what sold them. Yeah, but I think the problem is that what is good for CoverGuy isn't always what you're attracted to in your personal life. And I know that he's very your type. Well, everyone has their personal point of view, like who they like and who they don't like, basically. I just don't think he's beefy enough for CoverGuy. I don't think you have the musculature yet. I definitely can gain weight. Yeah, I know you say you can gain weight. But you don't think I can. How much weight can you gain in 2 weeks? I can gain muscle. Everybody can do it. You know, I can gain muscle. I can work out. I'm very determined. And every goal that I put my mind to, I surpass. Chắc chắn các bạn đang coi cái video của mình cũng đã từng gặp trường hợp có một số người bạn hoặc là một số người mình quen trong lớp, họ có một cái khuôn mặt không có gì là nổi trội trong lớp, nhưng mà họ luôn muốn đi chơi với những hot guy, hot girl, để họ cũng tự cho mình là đẹp luôn. Nhưng mà thực chất thì họ không có gì đặc sắc cả, để họ cảm thấy được cái tình thương của từ mọi người xung quanh. Khi mà Luca McNoda đi chơi với những người bạn có cái vẻ ngoài đẹp trong lớp, thì anh ta mới nhận ra một điều rằng những người đẹp là những người được người khác quan tâm nhiều hơn. Cho nên khi anh ta lớn lên, anh ta mới đi giải phẫu thẩm mỹ. Mình nói đơn giản nhất cho các bạn hiểu. Sau một thời gian đi học, không biết là Luca McNoda có tốt nghiệp được trường cấp 3 hay không, nhưng mà năm 2002 thì anh ta bắt đầu tham gia vào ngành giải trí người lớn, tức là anh ta đóng phim khiêu dâm và làm stripper. Đóng được tất cả là 3-4 bộ phim, rất là bệnh hoạn. Và năm 2003, anh ta quen một phụ nữ 21 tuổi bị bệnh tâm thần, và Luca McNoda đã lợi dụng người phụ nữ này, hành hạ người phụ nữ này về thân xác và dụ dỗ người phụ nữ này mở một cái tài khoản credit card để anh ta mượn 10.000. Cùng thời điểm đó thì hai cha con Luca McNoda phải đi vào bệnh viện để chữa trị bệnh tâm thần vì cái cảm xúc rối loạn. Năm 2004 thì anh ta bị cảnh sát bắt, nhưng mà lần này cảnh sát tha cho Luca McNoda, lý do là anh ta bị bệnh tâm thần. Từ năm 2005 cho tới năm 2006, Luca McNoda làm trai bao. Một ngày anh ta có thể là đi 5-6 khách, rất là bệnh hoạn các bạn ha. Cùng thời điểm đó, Luca McNoda tham gia rất là nhiều cái chương trình giải trí dành cho giới đồng tính. Và anh ta giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt của mình. Qua những cái video á, Luca McNoda luôn tự tin rằng mình là một người đẹp trai, và đẹp trai là điều kiện số 1 để người khác yêu thích, để người khác quan tâm. Đó là lý do vì sao mà mình nói Luca McNoda đã phải chơi với rất là nhiều người bạn đẹp hơn mình để thừa hưởng cái không khí đó. Và anh ta nghĩ chỉ có như vậy mới được người khác quan tâm, mới được người khác cho cái tình thương. And what do you do for a living? I'm a model. Okay. Do you want to talk about the other stuff that you do? Yeah, definitely. Is that okay with you? Yeah, okay, that's all totally fine. Super. Basically, I do a lot of adult modeling, and I do adult films as well. I'm pretty comfortable in front of the camera, so... Can you tell me what it is you're having done? It's a hair transplant. So they pull the skin down? Or yeah, they pull it down and tighten it and sew it back up. Then while the nurses are working on taking the hairs out, I've had my nose done, and I'm planning on doing muscle implants in my pecs and my arms, so... You think you're a bit of an addict? Yeah, my name's Luca, and I'm a cosmetic surgery addict. The profession that I'm in, it makes me more aware of my looks, because I'm constantly seeing other people, you know, that are extremely good looking, how they look. Yeah. I think it's a positive thing. What does your family think? Actually, they've come to the point where they really don't want to talk to me. It's actually true. It's like they don't really want to talk because I think it's too much. They're really fed up with it. And I honestly, they don't understand my position in life. They don't understand my goals in life. Like, you know what? If I don't have my body, if I don't have my looks, then I don't have any life. My looks and my body are my life.
you are better looking, you are going to get more fans and you are going to get more jobs. So obviously I found that when I got my procedures done, I got more fans, I got more jobs, I got everybody's, you know, acceptance. So vào năm 2007 thì Luca Magnoda bị phá sản với mức nợ là 17.000. Anh ta thất bại hoàn toàn về việc là lấn sân showbiz của người lớn cũng như showbiz của những người bình thường luôn. Năm 2009 thì Luca Magnoda quen với một người đàn ông 70 tuổi. Đây có thể gọi là cái cơ hội cuối cùng của Luca. Có hai chi tiết mà mình quên nói với các bạn là năm 2005 á, là Luca Magnoda chính thức đổi tên thành Luca Magnoda. Trước đó tên thật của gã là Eric Newman. Sau khi mà cái đoạn email nặc danh á, đã gửi tố cáo Luca Magnoda là kẻ giết mèo, thì cư dân mạng bắt đầu mới phát hiện ra là trên Facebook á, lẫn các website á, đã có 70 cái account về cái nhân vật Luca Magnoda. Và những cái account này á, cho thấy Luca Magnoda đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Anh ta dùng cái thân hình của người khác và cái mặt của mình để ghép vào. Các nhân viên FBI vẫn không hiểu vì sao mà Luca Magnoda làm như vậy lúc đầu tiên. Thứ nhất á, là anh ta muốn nổi tiếng một cách tốt đẹp. Sau đó anh ta giết mèo, rồi anh ta tự tố cáo mình là người giết mèo. Ryan Boyle, the former soldier, now believes they came from Magnoda. The question is, had Magnoda drawn attention to himself just to get attention? Yeah, he did. That was the whole purpose. But see, the question is, if he had wanted to be known, then why did he do something that was going to send him to jail, where he will never be heard from again? I don't understand. Was he crazy? He was crazy. Theo cá nhân của Forbes, những người trong chúng ta ít nhiều đã từng quen một người bạn muốn nổi tiếng trong lớp, muốn vượt trội trong lớp, nhưng vì lý do gì đó ganh tị, thành ra đã làm một cái điều xấu, rồi sau đó biến mình thành cái nạn nhân của cái điều xấu đó để mọi người quan tâm. Tức là cái hình thức của Luca nó đã như sau: anh ta đã giết mèo, rồi anh ta tạo ra một cái account nặc danh để nói rằng mình là kẻ giết mèo. Sau khi mọi người trên mạng bắt đầu tìm hiểu ra Luca Magnoda là ai, thì mới thấy anh ta là một người rất là nổi tiếng, đi du lịch khắp nơi, thì nghĩ anh chàng này là vô tội và sẽ bảo vệ anh ta, cũng như sẽ làm cho anh ta nổi tiếng hơn. Đó là cái lý do của mình nghĩ. Nhưng mà Luca Magnoda hoàn toàn thất bại. At this point, Magnoda was starved for attention, and a man he was about to meet was prepared to give it to him. Well, he walked as if he was on a stage, or as if he was on a ramp for modeling clothes. He walked a very special way and was always watching his posture. I just thought, I've never met anybody like this before. Henry, a successful professional, isn't his real name. He asked for his identity to be hidden because he feels his friendship with Magnoda would ruin his reputation. Năm 2009, ông Luca Magnoda quen với một người đàn ông khoảng 70 tuổi. Những gì mình tìm được, người đàn ông này nằm trong thế giới showbiz. Có thể là ông ta đã thấy Luca Magnoda không có một cái tài năng gì, hoàn toàn là một kẻ bình thường bị ảo tưởng. Thành ra từ đó Luca Magnoda bị sụp đổ, thì quan hệ của hai người kết thúc vào năm 2009. Thì vào Giáng sinh năm 2009, Luca Magnoda bắt đầu giết mèo. Từ cái khoảng thời gian năm 2009 á, cho tới năm 2012 á, thì Luca vẫn làm trai bao. Thì có thể là trong cái thời gian đó tinh thần của anh ta hoàn toàn bị sụp đổ, bị phá sản rồi, không còn cơ hội để lên showbiz được nữa. Mà mỗi lần mà làm trai bao như vậy á, là cái thân xác của mình bị hành hạ. Luca Magnoda mới nhớ những cái ân oán năm xưa, đã bị bạn bè coi thường. Hãy nhớ một điều rằng Luca Magnoda là một người rất là nhút nhát. Hắn ta mới chọn cách là để giết mèo. Cái giết mèo ở đây á, là để trả thù cho những người nào mà đã từng coi mình thua cả một con vật. Thì bây giờ mình giết lại một con vật đó, và cái sự trả thù này là cho tất cả mọi người trên thế giới biết luôn. Trong lúc mà giết người á, thì Luca Magnoda có nghe một cái bài nhạc tên là New Faith, của ban nhạc là New Order.
Cái bài nhạc này kể rằng một thanh niên không còn quan tâm đến sự đời nữa, không còn quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh vì anh ta đã bị mất một cái tuổi thơ và anh ta không cần biết đến ngày mai. Khi mà giết Junlin á, thì Luca Magnoda có viết một cái nấu nhỏ để trên tường. Mình dịch tạm theo tiếng Việt: nếu bạn không thích những gì bạn thấy thì tôi không quan tâm. Và sau này cảnh sát hỏi vì sao Luca viết cái tờ giấy này, có phải để thách thức cảnh sát hay không, thì Luca Magnoda không nhớ vì sao mình làm như vậy. Theo mình, Luca Magnoda là một người có cái tâm lý rất là thất thường, lên xuống, lúc nổi giận, lúc vui vẻ, giống như ba của hắn ta vậy. Và cái tâm lý này nó vô tình nó tạo cho Luca Magnoda hai cái nhân cách. Thì khi mà gã giết người á, ít nhiều gã vô tình thấy cái nhân cách kia của gã, thì gã viết một cái bức thư chính cho bản thân của mình: nếu không thích thì đừng có nhìn, và tiếp tục hành động. Trước khi mà kết thúc cái video này á, mình muốn đính chính thêm vài điều. Mình cũng muốn cho các bạn biết rằng đây chỉ là những cái suy nghĩ của Pháp mà thôi, có thể là sai. Theo suy luận của mình, cái khoảng thời gian từ 12 tuổi cho tới 20 tuổi có thể là Luca đã bị lạm dụng tình dục. Vì sao mình nói như vậy? 20 tuổi là Luca bắt đầu làm trai bao rồi, cho cả hai giới luôn. Đồng thời anh ta cũng đóng phim heo và làm stripper. Khi mà chúng ta còn nhỏ, mình làm một cái gì đó nhiều quá thì lớn lên chúng ta sẽ có một cái tiềm thức và cái ý thức nó làm theo như vậy. Khi mà đi học, Luca đã bị lạm dụng tình dục bởi những người cùng giới hoặc là khác giới muốn tìm hiểu về cái giới tính của Luca, và cậu ta chấp nhận cho người ta lợi dụng thân xác của mình để có được cái tình thương và cái sự quan tâm của bạn bè. Tại vì cái độ tuổi từ 13 cho tới 20 á, là cái độ tuổi mà con trai con gái bắt đầu muốn tìm hiểu cơ thể của mình và tìm hiểu cơ thể của đối phương. Trong một cái tờ báo á, mình đọc được có nói rằng Luca nhiều lần nói dối trong lớp và bị cô giáo bắt quả tang, khiến cho Luca đứng lên và muốn đánh lại cô giáo. Ở các nước châu Âu lẫn nước Mỹ á, cái vấn đề mà cô giáo bóc mẻ học trò là một vấn đề rất là tế nhị, chỉ có thể làm đằng sau mà thôi, không được làm trước mặt học sinh. Cái ý mình nói đây á, không phải là mình nói là cô giáo lạm dụng Luca, nhưng mà cho các bạn hiểu được rằng là Luca rất bị coi thường thời đó. Và khi mà cậu ta lớn lên á, cậu ta có một cái vết nứt tinh thần. Cậu ta nghĩ rằng chỉ có thân xác mới giúp mình thay đổi được cuộc sống. Thành ra cậu ta quyết định là làm nghề trai bao và đóng phim heo. Và chỉ có đẹp thì mới được cái sự quan tâm của người khác. Thành ra Luca đã đi giải phẫu thẩm mỹ rất là nhiều. Nói về Junlin, thì sau khi mà Luca ở trong tù á, đã nhiều lần các nhân viên FBI đến cố ý để moi lại cái quá khứ vì sao mà Luca giết Junlin. Nhưng mà Luca đều không trả lời, thậm chí là cho qua. Theo mình á, cái vấn đề giết Junlin á là vấn đề hoàn toàn độc ác nha, mình không có cổ suý cho vấn đề này. Nhưng mà nó giống như là một cái khoảng lặng trong cuộc đời của Luca. Tại vì hắn ta có thể cần phải giết một người nào đó để có thể hòa nhập hai con người là một. Một con người á là sự hận thù điên cuồng, bị mất tuổi thơ, bị lạm dụng tình dục. Một con người thứ hai á là nhút nhát và thiếu tự tin và cần cái sự tình thương của người khác. Vì đó là bản chất của Luca. Thì khi mà giết được Junlin á, thì vô tình hai con người này á hòa hợp lại với nhau. Có thể là trong lúc giết Junlin, Luca muốn trốn thoát và không bị bắt, nhưng mà đồng thời gã cũng gửi những cái thân thể còn lại của Junlin đi khắp nơi trên nước Canada, các trường học và các trung tâm chính phủ. Thì cái phần nào đó trong cái ý thức của Luca đã muốn mình bị bắt, hoặc là đã chấp nhận mình bị bắt sau này để giải thoát cho cuộc đời của anh ta. Có thể nói là sau này á, Luca sống trong tù, hắn ta rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Thậm chí hắn ta còn ăn kiêng, tập thể dục và quan tâm đến những người trong tù nữa. Tại vì ở trong tù thì người ta mới biết Luca là ai, họ mới quan tâm đến Luca. Có thể là nhiều người trong chúng ta không thích ở trong tù vì nó nguy hiểm và ngột ngạt, nhưng với Luca thì khác. Hắn ta cần cái sự quan tâm của người khác, cần cái sự chăm sóc của người khác, và hắn ta cần
người khác biết hắn ta là ai và một sự đồng cảm, thì có thể với cái con người mà đã bị bệnh hoạn sẵn rồi, chỉ có trong tù, những người trong tù mới có thể hiểu hắn ta mà thôi. Thì đây là cái suy nghĩ của mình về cái nhân vật này. Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân. Nếu có gì sai các bạn cứ comment ở dưới. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video khác. Tạm biệt.